Với lợi thế sân nhà hàng đẫy, câu lạc bộ Viettel nhập cuộc tốt hơn, chủ động kiểm soát bóng để triển khai tấn công về phía khung thành của Bình Định. Phút thứ 3, Đức Chiến tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm, nhưng thủ thành Văn Lâm đã chọn vị trí tốt và ôm gọn bóng. Một phút sau, Viettel tổ chức tấn công rất hay bên cánh trái, cơ hội đến với Tiến Anh. Cầu thủ này dứt điểm chéo góc nhưng không thắng được Văn Lâm. Ở pha đá phạt góc sau đó, hàng thủ của Bình Định đã chơi tập trung và hóa giải thành công. Phút 13, hàng thủ Bình Định mắc sai lầm, cơ hội đến với Abdulmuminov, nhưng cú đệm bóng cận thành của tiền vệ này lại bị hậu vệ đối phương cản phá. Những phút sau đó, Bình Định đã chơi tốt dần lên và tạo được thế trận cân bằng với câu lạc bộ Viettel, nhưng những đường chuyền cuối cùng của đội khách vẫn chưa đạt được độ chuẩn xác cần thiết. Ở trận này, Đặng Văn Lâm có không ít tình huống cứu thua xuất sắc. Phút 33, câu lạc bộ Viettel tổ chức phản công nhanh bên cánh trái, Tiến Anh dứt điểm hướng về phía khung thành của Bình Định nhưng không thắng được thủ thành tuyển Việt Nam. Phút 38, Văn Lâm lại xuất sắc cứu thua từ pha đánh đầu cận thành của Jefferson Elias. Phút 42, Jefferson Elias dứt điểm tinh tế đánh bại thủ môn Văn Lâm, nhưng Marlon Renzo đã phá bóng trên vạch vôi cứu thua cho Bình Định. Đầu hiệp 2, Jefferson Elias ngã trong vòng cấm của Bình Định, nhưng trọng tài xác định không có lỗi. Câu lạc bộ Viettel gặp bế tắc trước lối chơi chặt chẽ của Bình Định. Đội chủ nhà không tạo được nhiều cơ hội ghi bàn như trong hiệp 1. Phút 74, Jefferson Elias cài người tốt sau đó tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa, nhưng thủ môn Văn Lâm đã chọn vị trí chuẩn xác và ôm gọn. Phút 87, Đức Trinh có pha cứu thua trên vạch vôi cho Bình Định. Sau đó Văn Lâm cũng phải bay người đẩy bóng vọt xa. Trận đấu ở vòng 4 giai đoạn 2 Night World V-League 2023 kết thúc với tỷ số 0-0.